chào mấy bác nha, em có một đơn hàng gửi đến thì anh khách này kêu là nhờ em lên chế ga ngang thay cục bố nếu lên lửa thì càng thì dạng kiểu lên lửa cho nó chuẩn hơn. Thì về những vấn đề khác em cũng nói hôm em có làm một video của con S45 này, Đấy, con S45 này, cái video mà mọi người trông đợi nhất của S45 lên chế One Pro Hai Kim ấy thì có một ông Hiếu Nguyễn ông comment trên là ở trên trời mới rất xuống nên không biết gì mọi người thông cảm xem thông cảm rồi là một bố côn mà không biết chỗ mua thì chế mua sáu rưỡi là phải rồi Đấy. cái chế One rồ hai kim bốn ba mươi em mua sáu em rưỡi còn mọi người có thể tham khảo khắp mọi nơi cứ lên điện máy Bình Sơn là họ công bố giá luôn bảy trăm nghìn rồi ok không cần nói gì nhiều còn anh hiếu nguyễn đây anh nói như, như vậy là chứng tỏ anh đã có bố côn hết tất cả các đời và anh biết chỗ mua tất cả các đời luôn thì lại là anh làm ơn mua giùm em bộ bố của con này với đây này đây này anh nha anh mua giùm em bộ bố của con này với anh ơi em năn nỉ anh luôn nếu như anh có mà cứ về ráp vô con này em mua cho anh năm trăm nghìn cái bộ bố này không thôi vậy đi anh em vui vẻ em chẳng có gì anh cứ chụp hình gửi qua zalo cho em thấy không em đơn giản cứ gửi đúng bộ bố của con này gửi qua đây cho em em sẵn sàng em mua lại năm sĩ đơn giản có đâu khó ấy còn nếu như có mà đúng của nó luôn bộ bố của nó có nha em mua 1 triệu luôn em chơi đẹp lắm em hồi giờ nói được chơi được con này là làm gì có bố nhiều khi em nói mọi người không tin Để gặp luôn Đấy. khui ra gặp luôn tại chỗ luôn <laughs> rồi anh hiếu nguyễn anh hùng bàn phím À, em á, à, giờ em không có cái cái kệ à. cứ vô chửi bới ông dòm vậy cho nó vui kênh càng được tương tác vậy họ càng đau em. <laughs> rồi anh Hiếu Nguyễn to còi thì đó này, nói anh nghe này anh kiếm giùm em với Hiếu Nguyễn ơi em thì không đủ tài giỏi em làm nghề còn nếu như anh đủ tài giỏi thì anh cứ làm máy đi anh bán cho người ta thấy không đơn giản mà rồi anh lấy chế ví dụ chế đó mà bây giờ anh cứ đưa, có bao nhiêu nếu nhà nói như anh thì ví dụ anh lấy vô 600 đi anh cứ anh kêu chế mà mua đắt vậy á thì tốt nhất anh cứ có bao nhiêu đúng chế One rồi hai kim bốn ba mươi có bao nhiêu là nhập bấy nhiêu rồi cứ 600 trăm nghìn cái rồi vậy đi nói vậy cho anh nhanh vậy cho nhanh anh nha cho em không muốn nói nhiều với anh đâu rồi ok thì đây là video vui thôi mọi người coi thì cũng đừng có comment tầm bậy bạ chẳng qua là gửi lời cho anh khách xem thì anh khách đã có cái bố này không để gửi cho em thì em đỡ phải đi kiếm thấy không chứ còn khả năng em làm được khả năng em làm được nhưng mà cái tiền làm lại nó tốn nhiều quá thiệt á chứ không phải đến nỗi này không phải là em không làm được trên đời này đã gọi là độ chế thì không gì gọi là không độ chế được hết chẳng qua như này này một con máy như thế này có đáng để mình chế hay không thôi Đấy. có đáng để mình làm hay không thôi chứ còn uh, nó đáng á, thì ừ uh, thôi mình sẵn sàng mình bỏ ra vài trăm mình chế biến một lần một là mình xài vĩnh viễn luôn còn uh, cái con máy mình không đáng như con này nhỏ xíu xíu à nó không đáng thì tốt nhất là mình không nên làm mình mua về mình vọc vạch cho vui thôi Đó. chứ không phải là tài giỏi gì em cũng đang học anh nha nghề của em chưa tới đâu vào đâu đâu em cũng đang học hỏi thêm em mới ra nghề thôi cũng không phải là tài giỏi gì chứ còn nếu như mà trình độ của anh cao siêu vậy thì chắc chắn là anh phải biết nhiều thứ anh làm lắm chứ còn em thì em chỉ biết đến mức độ nào thôi còn như em thì em nghĩ bộ côn này thì em kiếm ra nhưng mà biết đâu anh kiếm ra sao theo đấy loại bố này này rồi anh cứ ở đây này em quay cho kỹ càng anh chụp lại cho em nha rồi anh có thể anh gửi lại cho em bộ bố như thế này anh hiếu nguyễn nha rồi ok cảm ơn anh đã đón coi video rồi cảm ơn anh hiếu nguyễn nhiều nhé rồi cái comment bất lịch sự cho em cho vui